Ngày 12 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Lê Xuân Dương, SN 1983. Trú tại phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Dương nổ mình là cháu của lãnh đạo Bộ Công an nên có khả năng xin việc vào ngành. Nhiều người tin lời Dương nói nên đã đưa tiền đến nhờ gã xin việc cho con mình. Vốn quen biết Dương, nên khi nghe gã nói mình là cháu của lãnh đạo bộ có thể xin việc, ông Nguyễn Quang Rơi, SN 1961, trú tại xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, đã nhờ Dương xin việc cho con mình vào trường trung cấp công an và đưa ra giá 400 triệu đồng. Dương đồng ý giúp ông Rơi chuyển tiền cho Dương để lo việc cho con. Tin tưởng, ông Rơi. Tuy nhiên, khi nhận được tiền, Dương dùng để trả nợ và tiêu xài cho cá nhân mình. Với chiêu thức trên, Lê Xuân Dương đã chiếm đoạt của bà Đậu Thị Thủy TL, SN 1971, trú tại thị trấn Đô Lương, tỉnh Nghệ An, số tiền là 350 triệu đồng, ông Lê Hữu Rơi, SN 1964, trú ở huyện Đô Lương, 620 triệu đồng, ông Nguyễn Hữu C, SN 1968, trú tại huyện Đô Lương, 400 triệu đồng, ông Thái Doan T, SN 1961, trú tại huyện Đô Lương, 500 triệu đồng, ông Chu Văn TH, trú tại xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, với tổng số tiền 300 triệu đồng, chị Nguyễn Thị L, SN 1976, trú tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, số tiền 400 triệu đồng. Tổng số tiền mà Dương chiếm đoạt của mọi người là 3,2 tỷ đồng. Trong phiên xét xử, Dương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, số tiền kiếm được từ lừa đảo, Dương dùng để tiêu xài cá nhân. Sau khi sự việc bị bại lộ, Dương mới chỉ hoàn trả được 480 triệu đồng. Sau khi xem xét, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Dương 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc bị cáo phải bồi thường số tiền mà các bị hại yêu cầu. HTTPS, An Nghĩ Nỡ Tú OVN, Pháp Lũ Ác, Nó Là Châu Cua Lành Giao Bò Dè Lùa Giao Chia Em Giọt Hòn Ba Ti Rong, 7897555.